Giá lúa gạo hôm nay 4 tháng 2 tại thị trường nội địa tăng nhẹ với mặt hàng gạo, trái lại giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ. Trong tuần qua, giá lúa gạo trong nước biến động trái chiều khi tăng với gạo và điều chỉnh giảm với lúa. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với mặt hàng gạo. Ghi nhận tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giá lúa ít biến động. Hiện nông dân chào bán lúa ông mươi 451 đài thơm 8 cắt sau Tết với giá tăng.

800 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo lứt các loại hôm nay tiếp tục xu hướng tăng. Theo đó, tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu ông 18, đài thơm 8 ở mức 13.600, 13.800 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 5.451 dao động quanh mức 13.300, 13.500 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg tại Sa Đéc, Đồng Tháp, gạo thơm ở mức 13.000, 12.300 đồng 1 kg, tăng 300 đồng 1 kg, thơm đẹp 13.400, 13.600 đồng 1 kg, tăng 300, 400 đồng 1 kg, gạo om 5.451, 13.100, 13.300 đồng 1 kg, tăng 400, 500 đồng 1 kg. Tại các kho xuất khẩu, giá gạo nguyên liệu IR504 Việt duy trì ở mức 13.050. 13.150 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu dao động ở mức 12.900, 13.000 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu sóc trăng ở mức 12.250, 12.350 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 5.451 ở mức 13.700, 13.800 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 18, đài thơm 8 ở mức 14.050. 14.150 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo Hôm nay giá gạo các loại tiếp tục tăng 200-500 đồng một kg so với hôm qua. Hiện lượng gạo về ít do cận Tết, một số kho còn giao hợp đồng đến 7, 2 để nghỉ Tết, một số nhà máy vừa chuẩn bị mua đóng hàng giao ra phía Bắc để khai xuân, hàng đẹp dễ bán, giá cao. Một số kho chiều qua cũng bắt đầu mua lai rai trong Tết sau thời gian giá gạo giảm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ 2-3 đô la Mỹ một tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, hiện giá gạo 25% tấm ở mức 612 đô la Mỹ một tấn, giảm 2 đô la Mỹ một tấn, gạo 5% tấm ở mức 639 đô la Mỹ một tấn, giảm 3 đô la Mỹ một tấn. Giá lúa gạo hôm nay 4 tháng 2 tại thị trường nội địa tăng nhẹ với mặt hàng gạo, trái lại giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ. Trong tuần qua, giá lúa gạo trong nước biến động trái chiều khi tăng với gạo và điều chỉnh giảm với lúa. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với mặt hàng gạo. Ghi nhận tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giá lúa ít biến động. Hiện nông dân chào bán lúa ông 5451, đài thơm 8 cắt sau Tết với giá tăng. Theo cập nhật tỉnh An Giang, giá lúa IR504 ở mức 9 9.200 đồng 1 kg, lúa đài thơm 8 duy trì quanh mốc 9.600-9.700 đồng 1 kg. Ông 18 ở mức 9.600 9.800 đồng 1 kg, ông 5.451 ở mức 9.300, 9.500 đồng 1 kg, nàng hoa chính duy trì ổn định ở mức 9.400 9.600 đồng 1 kg, lúa ông 380 dao động quanh mốc 8.600, 8.800 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo lứt các loại hôm nay tiếp tục xu hướng tăng. Theo đó, tại các kho gạo chợ tại An cư, cái bè, tiền giang, giá gạo nguyên liệu ông 18, đài thơm 8 ở mức 13.600, 13.800 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 5.451 dao động quanh mức 13.300, 13.500 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg. Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, gạo thơm ở mức 13.000, 12.300 đồng 1 kg, tăng 300 đồng 1 kg thơm đẹp 13.400, 13.600 đồng 1 kg, tăng 300, 400 đồng 1 kg, gạo om 5.451, 13.100, 13.300 đồng 1 kg, tăng 400, 500 đồng 1 kg. Tại các kho xuất khẩu, giá gạo nguyên liệu IR504 Việt duy trì ở mức 13.050, 13.150 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu dao động ở mức 12.900, 13.000 đồng 1 kg gạo nguyên liệu sóc trăng ở mức 12.250, 12.350 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 5.451 ở mức 13.700, 13.800 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 18, đài thơm 8 ở mức 14.050, 14.150 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo, hôm nay giá gạo các loại tiếp tục tăng 200-500 đồng 1 kg so với hôm qua. Hiện lượng gạo về ít do cận Tết. Một số kho còn giao hợp đồng đến 7, hai để nghỉ Tết, một số nhà máy vừa chuẩn bị mua đóng hàng giao ra phía Bắc để khai xuân, hàng đẹp dễ bán, giá cao. Một số kho chiều qua cũng bắt đầu mua lai rai trong Tết sau thời gian giá gạo giảm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ 2-3 đô la Mỹ một tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, hiện giá gạo 25% tấm ở mức 612 đô la Mỹ một tấn giảm 2 đô la Mỹ một tấn, gạo 5% tấm ở mức 639 đô la Mỹ một tấn, giảm 3 đô la Mỹ một tấn.